Phú ông tuyển vệ sĩ. Anh em đâu? Cướp hai thùng hàng của lão già này cho ta. Xông lên. Trời, cướp. Kẻ nào dám cướp hàng của ông chủ ta? Chỉ một tên nhãi ranh mà dám đấu với chúng ta sao? Muốn sống thì biến hết cho ta. Ông có sao không? Ồ, không sao. Anh quả là một vệ sĩ giỏi, không uổng công tôi đã thuê anh. Nhìn kia, kia là tay vệ sĩ của ông chủ Trịnh đấy. Nghe nói anh ta giỏi võ lắm. Ông chủ Trịnh tha hồ đi buôn xa mà không sợ cướp. Ừ, nhưng người như thế phải tốn nhiều tiền lắm mới thuê được. Mấy ai trả nổi chứ, cao gấp 3 lần những người khác đấy. Tháng này kiếm cũng khá đây, nhưng thù lao trả cho tên hồ tứ này cao quá. Những 500 đồng bạc quả là tốn kém. Có cách nào giảm bớt khoản này được không nhỉ? Thưa ông chủ, có 3 người đến tìm ông ạ. À, cho họ vào. Chào ông Trịnh. Ồ, các vị là... Chúng tôi là 3 anh em vệ sĩ ở làng bên. Nghe nói ông là một thương gia lớn. Xin hỏi, ông có cần chúng tôi hộ tống không? Ồ, thì ra là thế. Nhưng tôi có vệ sĩ rồi. Nghe nói vệ sĩ của ông đòi thù lao rất cao. Ông không muốn tìm người thay thế sao? Chúng tôi có 3 người, lẽ nào không bảo vệ được ông? Hơn nữa, chúng tôi chỉ cần 200 đồng bạc là đủ rồi. 200 đồng thôi sao? Phải, chỉ tốn có 200 đồng thôi. Đúng là anh ta đòi thù lao rất cao. Nhưng trước giờ đi với anh ta, tôi rất yên tâm vì không bao giờ bị cướp. Các anh liệu có bảo vệ được tôi và số hàng như vệ sĩ cũ của tôi không? Tất nhiên là được rồi. Ông xem, chúng tôi có những 3 người đều thuộc hàng giỏi võ, chắc chắn phải hơn 1 người rồi. Có chúng tôi, ông còn yên tâm hơn ấy chứ. Đúng thật, 3 chẳng hơn 1 sao? Trong bọn họ cũng có tướng đấy chứ, lại chỉ bỏ ra có 200 đồng. Tiết kiệm được những 300 đồng. Hay là... Được, tôi quyết định sẽ thuê các anh. Bắt đầu từ tuần sau, các anh sẽ đi làm. Ông quyết định thế là phải đấy. Hôm nay có hẳn 3 vệ sĩ theo hộ tống, nên mình đã lấy rất nhiều hàng. Càng nghĩ càng thấy mình thông minh, tiết kiệm được bao nhiêu tiền của và sức lực. Lão già kia, đứng lại và nộp 2 thùng hàng cho ta. Mình có những 3 vệ sĩ cơ mà. Muốn cướp hàng của ta ư? Không dễ đâu. Lưu Nhị, Lưu Tam, Lưu Tứ, mau cho chúng biết thế nào là lễ độ đi. Xông lên nào. Những 3 tên vệ sĩ cơ à? Để xem chúng mày có tài cán gì nào. Anh em đâu? Trời, sao lại thế? Sao, còn muốn giữ hàng nữa không? Ơ kìa, sao lại bỏ chạy? Còn lão, muốn nộp hàng hay nộp mạng đây? Tôi hy vọng là chúng nó không đuổi theo. Đúng là lũ ăn hại. Trước giờ đi với hồ tứ có bao giờ bị cướp đâu. Sao mình lại đuổi anh ta để thuê 3 cái tên dốt nát này chứ? Chỉ vì tham rẻ mà giờ mất sạch rồi. Trời ơi, ngu quá là ngu. Hồ tứ ơi, về đây với tôi. Hãy lắng nghe những câu chuyện nhỏ để thấy trái tim ta biết yêu thương.
nước mắt duy nhất. Ôi, đẹp quá! Anh Dũng, giá mà mỗi năm mình cưới một lần, em sẽ được mặc tất cả những bộ váy đẹp này. Được, điều đó có gì khó đâu chứ, chỉ cần vợ anh thích mà thôi. Em muốn thử thêm mấy bộ váy cưới nữa. Mấy bộ này đính toàn đá và kim sa, thật là lấp lánh, mà em chưa biết chọn cái nào hết. Ờ, giờ cô mang đến cho vợ sắp cưới của tôi tất cả những mẫu váy cưới đắt giá nhất năm nay nha. Em à, anh chưa về được, hôm nay anh ở lại công ty có việc gấp, cần giải quyết rồi. Anh là trưởng phòng, sao không đưa nhân viên làm mà phải khổ đến vậy? Thế anh không đi ăn cùng hội bạn thân của em được à? Chúng nó muốn gặp anh lắm đấy. Thôi, thông cảm cho anh đi mà, vậy nha em. Đói bụng quá, giờ này khuya quá rồi, chẳng còn quán nào quanh đây nữa. Ờ, Diệu, sao cậu về muộn thế? Hóa ra cậu vẫn ngồi đây à? Tớ tưởng giờ này còn mỗi tớ ở lại công ty thôi chứ. Ừ, tớ cũng ở lại làm nốt vài thứ quan trọng. Cậu đói chưa? Tớ có đồ ăn nè. Nò quá, cảm ơn cậu nha, Diệu. Ờ, không có cậu thì đêm nay tớ thành ma đói ở đây luôn. Có gì đâu mà phải cảm ơn. Lúc nào tớ chẳng tích một bịch ở văn phòng, để còn có đồ cứu đói kịp thời nữa chứ. Ờ, hôm qua anh mãi làm việc, ngủ quên luôn ở đây đấy hả? Ờ, hóa ra là em à. Mình đi ăn sáng nha. Ăn xong rồi anh còn phải đi gặp đối tác nốt. Ngày kia anh sẽ xin nghỉ để toàn tâm lo cho đám cưới của chúng ta. Mình làm sao thế này? Mình chết rồi sao? Bác sĩ ơi, tình hình con trai tôi thế nào rồi? Dũng ơi, con tỉnh lại đi Dũng ơi. Mẹ, con đây mà, con đứng ở ngay đây mà. Xin hai bác bình tĩnh, anh Dũng hiện tại đang bị hôn mê sâu vì vùng đầu bị chấn thương nặng, hiện tại có một vụ máu tụ trong não. Thời điểm khi nào tỉnh lại, chúng tôi cũng không thể chắc chắn được, đành phải nhờ vào sự kiên trì của tất cả chúng ta mà thôi. Không, chuyện này chỉ là mơ thôi. Không thể nào, mình đang sống thực vật sao? Không thể nào, mình còn chưa làm đám cưới cơ mà. Tỉnh dậy đi Dũng. Chàng trai, nếu người muốn tỉnh dậy thì chỉ còn một cách mà thôi. Vì tai nạn của ngươi nằm ngoài ý muốn của thần chết và số phận, ngày tử của ngươi vẫn chưa tới, nên ngươi vẫn có thể được sống. Xin người hãy giúp con với, con có thể làm mọi thứ để có thể tỉnh dậy sống tiếp mà. Đơn giản lắm, chỉ cần một giọt nước mắt của một cô gái yêu ngươi thật sự từ đáy lòng. Quấy khóc vì ngươi, ngươi sẽ tỉnh dậy. Còn nếu không, ngươi sẽ phải hôn mê sâu cho đến chết. Một cô gái yêu mình thật sự? Đang, chỉ cần đang khóc, mình sẽ tỉnh lại thôi. Là Đang, cô ấy ban hoa vào thăm mình. Cô ấy không khóc. Chẳng lẽ cô ấy sốc quá khi nhìn thấy mình trên giường bệnh này sao? Một tháng sau, cô gái kỳ lạ thật, tuần nào cũng cầm hoa đến mà chẳng tự tay mang vào. Sao Đang không vào thăm mình? Sao cô ấy chỉ gửi hoa mà không tới chứ? Đang, sao vậy mới tới chứ? Đang à, nhìn thấy anh thế này em đau lòng lắm phải không? Em khóc đi, chỉ cần nước mắt em rơi, anh sẽ tỉnh lại ngay. Sao chẳng có thay đổi nào thế này? Sao cô ấy khóc mà mình vẫn không tỉnh lại? Đang à, Đang, em quay lại đi, anh còn chưa tỉnh dậy mà. Ừ, tớ vào viện xem tình hình rồi, Dũng vẫn còn hôn mê. Bác sĩ nói không biết bao giờ mới tỉnh lại. Tớ ức đến phát khóc luôn. Thiệp cưới gửi đi hết rồi, sắp làm con dâu gia đình quyền quý đến nơi rồi, mà phút chót còn bị trượt mất. Giá mà đám cưới diễn ra suôn sẻ, có phải tớ sẽ được làm phu nhân tương lai của chủ tịch tập đoàn rồi không? Thôi, đằng nào cũng sống thực vật rồi, ngu gì mà chờ với đợi. Ông Dương á, lần trước cậu giới thiệu Hùng,
hẹn tối nay chở tớ đi cà phê. Tớ cứ đi xem thế nào trước đã, mai nói chuyện tiếp nha. Đi thôi anh. Ra đây là bộ mặt thật của Đan. Đó là lý do vì sao nước mắt cô ta rơi mà mình không thể tỉnh lại. Bởi đó không phải nước mắt tình yêu dành cho mình. Cô ta chỉ yêu gia sản thừa kế của mình mà thôi. Mình cứ thế này mà chết đi sao? Diệu, sao giờ này cô ấy lại tới? Sao đầu mình tự nhiên đau buốt như búa bổ thế này? Ờ, chị ơi, mang giúp tôi bó hoa này vào cho bệnh nhân Trịnh Quang Dũng, phòng 309 với ạ. À, sao cả tháng nay ngày nào cô cũng gửi hoa vào viện mà không chịu vào thăm anh ấy có một lần. Ờ, em cô ấy, chính cô ấy mới là cô gái thực sự yêu thương ngươi trong câm lặng mà không cần hồi đáp. Những ký ức ngươi nhìn thấy khi nãy là món quà ta tặng cho ngươi. Có những thứ trước mặt tưởng vậy mà chẳng phải vậy. Con người cũng thật kỳ lạ. Khi còn đang sống thì vô tâm bỏ qua. Chẳng lẽ cứ phải chết đi rồi mới biết được tình yêu thật sự ở nơi nào? Cậu cũng đã tới rồi. Hãy lắng nghe những câu chuyện nhỏ để thấy trái tim ta biết yêu thương. Thời gian cứ trôi, tình người còn mãi. Qua tặng cuộc sống. Trọng bệnh. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, các khanh bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Buổi thiết triệu hôm nay, trẫm muốn nghe những tin tức mới nhất về tình hình dân chúng ở huyện Đại Lâm. Thượng thư Hoàng Trung, người hãy nói cho trẫm nghe. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, sau đợt lũ lụt mất mùa vừa qua, dân chúng ở Đại Lâm lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn. May mà nhờ có những xe cứu tế kịp thời của triều đình, dân chúng đã qua được cơn đói. Chúng thần đã về tận những bản làng xa xôi hẻo lánh nhất, trao lương thực cứu tế đến tận tay từng người dân rồi ạ. Tốt lắm, thượng thư. Ta rất yên tâm khi nghe khanh nói vậy. Công lớn lần này thuộc về khanh. Người đã không quản ngại khó khăn, đường xá xa xôi, tới tận nơi để cứu tế dân chúng. Ta nhất định sẽ trọng thưởng. Đa tạ hoàng thượng quá khen. Thần chỉ biết đem hết tấm lòng phục vụ dân, không coi đây là công lớn của mình, thưa hoàng thượng. Hay thật đấy, vừa lập được công lớn với hoàng thượng, lại vừa được bao nhiêu tiền bỏ túi. Sướng thế thì ai chẳng muốn đi phát chẩn cứu tế chứ. Mà bao nhiêu thóc gạo như thế, phát cho dân hay phát cho kho nhà mình thì ai mà biết được. Xem kìa, nói trúng tìm đàn có khác, đâu có dám cãi lại câu nào chứ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, các khanh bình thân. Thượng thư Hoàng Trung đâu? Đã hai hôm rồi cáo ốm, các khanh có hay biết gì không? Dạ, muôn tâu hoàng thượng, thần được tin hình như thượng thư không hiểu vì sao bỗng dưng trở bệnh lạ ạ. Sao? Dạ bẩm, nghe nói là bệnh nan y thì phải ạ. Có chuyện ấy thật sao? Dạ, chuyện này có lẽ thượng thư cũng không muốn để cho bất kỳ ai biết đâu ạ. Thần cũng chỉ là do tình cờ có người nói mà biết được.
Thượng thư mắc phải bệnh nan y, mà bệnh đã nặng rồi, thành ra phát ra ngoài. Thần thấy bảo thượng thư hễ cứ cất lời là nặng mùi lắm ạ. Từ xưa tới nay đã là bệnh nan y thì chẳng gì chữa trị được. Thần e thượng thư cũng chẳng còn được bao lâu nữa. Thần nghĩ chi bằng nhân lúc thượng thư không có mặt ở đây, ta cũng nên nghĩ tới người thay thế, cán đáng trọng trách quốc gia thay ông ấy. Trời ơi, không lẽ lại đến mức vậy sao? Thật tiếc cho thượng thư, một con người chính trực, thông thái, đầy tài năng. Dạ, quả là rất đáng tiếc, nhưng việc nước không thể một ngày chậm trễ được, mong hoàng thượng minh xét. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Xin hoàng thượng xét tội, mấy hôm thần bị mệt, hôm nay mới có mặt. Ồ, thượng thư, khanh vẫn lên triều được sao? Sức khỏe của khanh thế nào rồi? Sao ta nghe mấy vị đại thần đây nói khanh mắc phải bệnh nan y? Dạ, thưa hoàng thượng, thần... Ồ, ngài thượng thư, chẳng là mấy hôm nay trong triều đồn nhau tin sức khỏe ngài không được tốt lắm, nên hoàng thượng mới lo lắng như vậy. Đúng vậy, hoàng trung, sức khỏe là quan trọng. Nếu thấy trong người không khỏe, khanh hãy ở lại phủ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chữa bệnh cho khỏi hẳn đã, rồi mới có sức lo việc triều chính được. Phải đấy thượng thư, thấy ngài khỏe mạnh thế này, tôi cũng vui lắm. Vậy mà tôi lại nghe có kẻ nói, ngài không may mắc bệnh nan y, sắp phát ra ngoài. Thành ra hễ cứ mở miệng là rất nặng mùi. Thật là những kẻ xấu mồm xấu miệng, thật là một lũ những kẻ độc địa, ghen ghét đố kỵ. Cảm ơn mấy ngài có lời hỏi thăm, nhưng những kẻ đó nói cũng không phải là sai đâu. Ồ, thì ra đúng là ngài mắc bệnh nan y. Quả là họ nói có phần đúng. Thưa hoàng thượng, từ ngày vào cung đến giờ, thần đã thấy tận mắt không ít những điều xấu xa, đen tối, tận tai nghe những lời nanh ác, độc địa, nhưng lại chẳng biết nói cùng ai, đành cứ giữ khư khư trong bụng. Nay thì đã quá đầy, chắc vì thế mà nó đành phải phát ra ngoài, nên có người mới khó chịu mà đổ cho thần cái bệnh nó ra nặng mùi đấy ạ. Trẫm hiểu rồi thượng thư. Vậy thì ta sẽ giúp khanh chữa bệnh nan y này. Có điều gì khó nói, khanh hãy chia sẻ hết thảy cùng ta, cho khỏi mang ấm ức trong lòng. Ta sẽ giúp khanh chữa khỏi bệnh ấy và chữa luôn mũi cho những kẻ khác nữa. Mẹ vắng nhà. Số này là số mấy hả anh? Số 5. Em đố anh vẽ được ngôi nhà đấy. Giấy ẹt mà. Chị hai ơi, chúng em đói lắm rồi. Hai đứa đi rửa tay đi mau lên, khoai chín rồi nè. Vâng ạ. Hai em ăn đi, từ từ kẹo nóng đấy. Vâng ạ. Chị hai ơi, mẹ sáng nay đi chợ từ lúc nào vậy? Sao em không biết nhỉ? Hôm nay chợ phiên, chợ xa, mẹ phải đi từ 3 giờ sáng cơ. Lúc đó em còn đang cuộn tròn trong chăn, biết làm sao được. Thế phải tối mẹ mới về hả chị? Phải rồi, mẹ dặn hai đứa ở nhà phải chơi ngoan, nghe lời chị đó. Hôm nay mà đứa nào hư hỏng là chị đánh tét mông đấy. Thế hôm nay chị phải dạy chúng em học bài đấy nha. Phải rồi, hôm nay chị phải thay mẹ mà. Được rồi, ăn nhanh lên đi rồi còn học bài. Yeah. Trông chị giống cô giáo chưa? Giống lắm rồi ạ. Lớn lên, nhất định chị sẽ học thật giỏi để trở thành cô giáo. Nào, thôi bây giờ chúng ta bắt đầu bài học nhé. Vâng ạ. Ừ, học gì bây giờ nhỉ? Các em đã biết chữ đâu? Ở lớp cô dạy chị cái gì? Chị dạy lại bọn em. À, phải rồi. Để chị đọc truyện cho hai đứa nghe nhé. Truyện này chị mới được cô giáo kể hôm qua. Một câu chuyện rất hay của Nguyễn Nhật Ánh. Vâng ạ, hay quá. À, phải rồi. Trước tiên chị đố hai đứa câu này nhé. Chị đố đi ạ. Người viết ra những câu chuyện thì được gọi là gì? Gọi là gì nhỉ? Người viết ra những câu chuyện... khó quá. Gọi là gì hả chị hai? Được gọi là nhà văn. Ồ, thì ra là thế. Người viết ra những câu chuyện được gọi là nhà văn. Vậy thì lớn lên em muốn trở thành nhà văn chị hai ơi.
Chị hai ơi, vậy người vẽ những bức tranh gọi là gì ạ? À? Dễ thế mà cũng không biết à. Người vẽ ra những bức tranh gọi là họa sĩ chứ cái gì nữa. Họa sĩ? Lớn lên em muốn trở thành một họa sĩ. Còn em thì xí thành nhà văn đấy nhé. Nhưng chắc chẳng được đâu. Nhà mình nghèo thế này. Hôm trước em nghe bố mẹ nói chuyện, bảo chẳng biết kiếm đâu ra tiền cho ba chị em đi học bây giờ. Sắp tới năm học mới rồi, nhà mình chắc chỉ có chị hai là được đi học thôi à. Thật á, không đi học thì làm sao thành họa sĩ được? Em cũng chả biết. Không phải vậy đâu, hai đứa đừng nói linh tinh mà. Thế nào rồi cả hai em cũng được đi học giống chị thôi mà. Thật à chị, chị nhớ nói với mẹ cho bọn em đi học nha. Bọn em sẽ cố gắng học thật giỏi giống như chị hai vậy. Được rồi. Hoan hô chị hai. Nào, bây giờ Út Tư thử kể cho chị nghe một câu chuyện đi xem nào. Chuyện gì cũng được. Chuyện gì cũng được à chị? Thế thì em kể chuyện nhà mình nhé. Buổi tối, chị hai ngồi trong bếp thổi cơm, má đỏ hồng, mẹ tắm cho anh ba, rồi cho em. Khi mọi việc vừa xong, cũng là lúc bố đi làm về. Cả nhà quay quần bên mâm cơm, chị hai nấu cơm rất ngon. Bữa nào em cũng ăn được hai bát đầy. Cả nhà vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ. Út Tư kể chuyện nghe hay quá à. Cô Tí, em có vẽ được bức tranh gia đình mình đang ngồi ăn cơm không? Dạ được chứ ạ, em vẽ nhanh lắm. Chị hai đợi em một chút nha. Xong rồi này chị hai. Đẹp lắm. Bây giờ hai đứa nhìn nhé. Chị hai làm gì vậy? Đây chính là quyển sách đầu tiên mà các em vừa viết ra đấy. Cuốn sách có tên là Bữa tối hạnh phúc, của nhà văn Út Tư và họa sĩ Cu Tí. Ôi, đẹp quá. Yeah, em thành nhà văn rồi. Còn anh thành họa sĩ rồi nhé. Bữa tối hạnh phúc, của nhà văn Út Tư, họa sĩ Cu Tí. Thiên thần giữ lửa. Anh đang bận à? Em nói chuyện với anh được không? Em nói đi. Anh bận lắm à? Thôi để lúc khác em nói vậy. Em muốn nói gì thì nói đi, anh vẫn đang nghe mà. Anh à, bố yếu lắm rồi. Có lẽ năm nay sẽ là Giáng sinh cuối cùng của bố. Năm nay mình sẽ tổ chức một đêm lễ Giáng sinh cho bố anh nhé. Đêm lễ Giáng sinh? Đã bao năm rồi, cả gia đình mình chưa có một dịp sum vầy vui vẻ bên nhau. Em hy vọng Giáng sinh năm nay sẽ khác. Mình sẽ phải thay cây thông Noel thôi anh à. Nhưng cây thông cũ vẫn tốt mà. Mấy năm nay nhà mình vẫn dùng nó đấy thôi. Nhưng nó là cây thông giả, trông cứ tua tủa như cây chổi xể vậy. Anh thấy nó đẹp đấy chứ, anh thích nó. Anh đi đây, sắp muộn giờ bay rồi. 3 tháng sau. Không biết cô ấy lấy đâu ra thời gian để trang hoàng lại nhà cửa, trong khi vừa chăm con, vừa lo lắng cho bệnh tật của bố như thế. Bố, con về hồi nào, sao không vào nhà mà đứng trân trân ngoài này thế? Sức khỏe của bố sao giờ lại... Tất cả là nhờ con dâu của bố đây. Thôi con vào nhà đi, mẹ con Cu Bin mong con từng ngày đấy. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã mang phép màu nhiệm đến cho cuộc sống của anh. Anh không tin được rằng chỉ trong 3 tháng anh đi công tác xa nhà mà sức khỏe của bố anh hồi phục nhanh đến thế. Còn ngôi nhà anh cứ nghĩ như mình đang lạc vào một thế giới khác vậy. Thank you.
đấy. Mẹ thích chứ ạ? À? Cả nhà muốn dành cho mẹ sự bất ngờ đấy. Bố đã đặt mua từ mấy tuần trước đó mẹ. Nó phải đi hàng trăm cây số mới đến được nhà mình đấy. Anh đã quá bận rộn với công việc, không giúp gì được cho em để chuẩn bị cho một Giáng sinh hoàn hảo. Em đã làm mọi việc rồi, anh chỉ đặt thêm cây thông này vào nữa thôi. Con dâu, đây là quà Giáng sinh của con. Bố không thể đợi được đến lúc kết thúc bữa tiệc mới đưa cho con. Con à, đây là món quà tự tay bố làm. Đó là một thiên thần trong bếp, người đã luôn biết cách giữ lửa cho ngôi nhà mình. Chính con đã đem lại không khí Giáng sinh cho gia đình bằng tất cả tấm lòng và tình yêu thương, nên con xứng đáng được gọi là một thiên thần. Con cảm ơn bố. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.